À, thưa các bạn nha, đi bãi mình có mua được một cái này nè. Thấy là cực kỳ lạ nha. Nó có sò các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con sò nha. Ở đây là hai ống dẫn nước để tản nhiệt cho cái dàn sò á. Sò thì nó có hai mặt nha, mặt bên kia cũng có nữa nha. Đó, không rõ là ứng dụng làm gì. Đó. Water in, làm, water out. Đó. In. Thấy nó có hai dây đỏ, hai dây xanh các bạn. Giống như đầu vô, đầu ra. Cái này khách nào biết chỉ cho mình nhé.